song kiếm hợp bích đồn xe. Rồi, ba cố gắng lên. Ủi mới giúp đấu vào không lên nữa thì thôi. Xe hơi cao phải gọi bằng cụ. Thi thoảng phải nghếch chó đái một tí cho nó đỡ mỏi chân. Làm chỗ đất dính chảy mưa nó hơi bị thụt lầy mọi người ạ. Máy thì bật thì như là trâu đầm. Con DX140 này nó đang vén đất cấm no nước, vén hết cái đất dính ẩm ướt này, đất bùn này gọn vào để cho ô tô đổ đất. Đẩy ô tô thầy dô ta về. Đang vén đất cuốn chiếu, đang vén đất ướt cuốn chiếu để cho ô tô chở đất khô về để đổ san lại đèn.
Lại tiết mục bùn xe, lại song kiếm hợp bích tiếp mọi người ạ. Con xe này xúc đầy hàng nhưng bị thụt không ra được. Máy xúc với máy ủi lại song kiếm hợp bích đủ ô tô. Thank you.
con Komatsu 200 ở mé trên thì lại quăng đất ra để cho con máy ủi D41 nó ủi đất ra cho mình để mình lên xe vận chuyển đi đổ thải. Công việc thì cứ nhịp nhàng như thế. Còn có một 40 bên kia thì đang đục bê tông và bóp bê tông để lấy sắt. M140 này bóp bê tông kẻ cũng nhàn nhỉ. Cả buổi chỉ được cái một mảng tí tí. Làm ra các loại đường ống.
xuống ở dưới lòng đất là phá hết, bỏ hết. Tiếp theo nhé. Xin thân ái tạm biệt các bạn.